nghén 3 tháng đầu. Thế nên em nghén kiểu lạ lắm. Buổi sáng thì rất là bình thường, nhưng mà trời cứ tối cái là bắt đầu em thấy khó chịu. Nghén thời tiết. Xong rồi em tức quá em bảo là, ơi, dỗi giờ toàn thua thế này đi đẻ đây. Ôi sung sướng, nhảy tưng tưng lên, chồng ơi, ù thông rồi, xong rồi yeah phát. Thì tự nhiên nghe thấy bọc bọc. Vỡ ối. Tại vì lúc đấy hóa ra là đã bị áp xe rồi. Lần đầu tiên em bị sốt 40-39 độ. Lúc đấy là nó lên mủ rồi ấy. Sợ nó lên mủ rồi thì người ta hút ra, hút kiệt sạch ra. Hóa ra là em có 3 cái áp xe trong gì luôn. Đến đến mức kiểu nặng như thế rồi ấy. Quay trở lại với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Abetito Siro Ăn Ngon Ba Tác Động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã tài trợ cho chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hai em bé Fito Bimbi. Nó dễ thương không? Rất là tràn đầy năng lượng. Không có em bé Vito Bimbi thì chúng ta không biết nói chuyện với ai cả. Dạ. Bởi vì nhiệm vụ của em là đi ra dắt khách mời bước vào trong cái gian bếp này nè. Cho nên đi đón khách mời đi con. Cưng quá. Chào mẹ Bỉm. Em chào anh chị ạ. Rồi mời bạn ngồi. Cảm ơn em bé Vito Bimbi, bây giờ thì mình đi ra ngoài chơi nha. Em chào hai chị. Chào tất cả khán giả của chương trình Chat Của Mẹ Bỉm Sữa. Em là Trang. Năm nay em 29 tuổi, em rất vui là được tham gia chương trình ạ. Thật ra thì chị cũng rất vui và chị cũng hơi hồi hộp là bởi vì mẹ biển sửa của chúng ta thì không rành tiếng Việt. Vâng. Cho nên là tụi em hơi kém một chút, cho nên mọi người thông cảm thế. Dạ. Không ạ, không ạ, đoạn đầu như vậy là thấy không có dấu hiệu kém tiếng Việt đâu ạ. Nhiều khi là học thuộc cái câu chào đó cho nó trơn tru, nhưng mà sợ là một tí nữa sẽ có những cái câu, những cái từ chuyên phức môn tạp hơn à? Đó phức tạp hơn thì bạn sẽ không nói được, nhưng mà không sao. Hy vọng là chị Ngọc Lan với lại chị Tô Nhi A đủ hiểu em để mà có thể có những cái lời để mà phụ với em. Chị tin em cứ yên tâm. Cái người mà chị không yên tâm bây giờ là Ngọc Lan chứ không phải là em. Chưa mời nước. À em quên. Trời ơi, sao Lan ơi. Rồi mời mẹ Bỉm. Em cảm ơn ạ. Chị Tô Nha. Rồi. Em bé của mình là 18 tháng tuổi. Vâng, 18 tháng rồi. Lúc mà mình sinh em bé là mình sinh ở Việt Nam hay ở Nga? Em sinh ở bên Nga. À. Vâng, em mới về từ bên Nga được 3 tháng rồi ạ. Ừ, đúng rồi. Nói chung là dạo này đi lại thì khó khăn trong cái tình hình này. Thế thì quay trở lại 18 tháng thì cộng thêm 9 tháng nữa là 27 tháng. Rồi, 2 năm về trước. Nhớ rõ không em? Thoang thoảng hơi nhớ ạ. Dùng từ thoang thoảng nhớ là tiếng Việt không tệ được đâu. Cái ngày đầu tiên khi mà mình biết tin mình mang thai á, nó diễn ra như thế nào? Vợ chồng em cũng lên kế hoạch trước. Cưới xong là hai vợ chồng quyết tâm là phải đi du lịch trước đã. Xong rồi mới có em bé. Thì bọn em đi khám xét nghiệm trước rồi thả. Nhưng mà cái bất ngờ nhất là thả cái dính luôn. Kiểu em không ngờ là nó nhanh như thế luôn. Em bị chậm 5 ngày. Buổi sáng dậy lúc chồng em vẫn đang ngủ thì em thử. Thì lúc đấy kiểu nhìn đã ui hai vạch, không tin luôn. Em không tin, phải chạy xuống dưới cửa hàng đi mua thêm hai que, hai nhãn hàng khác nhau để cho nó chắc chắn ấy. Dạ, câu chuyện không tin vào que thử thai là câu chuyện toàn cầu rồi ạ. Là tổng cộng em thử 3 lần. Sao mẹ không 3 tin? Lần. 3 lần mà em vẫn chưa tin ý, em vẫn chưa chắc chắn. Tại sao em không tin? Em không tin vào khả năng của mình hay là em không tin rằng cái que thử thai đó là chính xác? Em không tin là có thể nhanh như thế. Kiểu thả một... thả em luôn không cái. Tin chồng em. Thả em luôn không cái. Tin chồng em. Vậy tức là em không tin chồng em. Đến lúc cái thứ ba nó có hai vài cửa ấy thì cũng chắc là đúng rồi, chắc là đúng rồi đấy. Thì gọi chồng dậy thôi. Em gọi chồng dậy thì em cũng có quay một cái clip. Cái quay đầu tiên anh ấy nhìn thấy không phải là như cái bình thường là có hai vạch ấy, nó lại có dấu cộng. Dấu cộng là có nghĩa là mình có bầu. Dấu cộng. Thế ông nhìn dấu cộng là sao, em kiểu cũng không tin. Cũng không tin là thật ấy. Thì lúc sau xong rồi nhìn thấy hai cái que sau thì bảo ôi sắp thành bố mẹ rồi đấy em. Thế xong vợ hòa ôm nhau. Rồi một hai hôm sau mà em chưa đi siêu âm, chưa chắc chắn là có bầu, chưa nghe nhịp tim của em bé mà ông ấy đã gọi tất cả
các anh em đi nhậu là sắp thành bố rồi, ông bố mình sữa rồi. Hào hứng vậy luôn. Vâng. Cái đoạn mà em thử thai, thử que là nó đang là mùa nào ở Nga? Tháng 2. Tháng 2. Cuối thì tháng 2 lạnh. Thì tuyết bắt đầu tan rồi. Ở bên Nga là bắt đầu tan tuyết rồi. Thì nó bắt đầu vào mùa xuân. Nhưng mà cũng không giá trị gì đâu, vì sao đó lớp cao đó. Đúng rồi. Trong cái tình hình là cả thế giới đều ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì cái hành trình dưỡng thai của em nó như thế nào? Trong lúc đấy thì em cũng biết là em có thai trong khoảng 1 tháng rồi. Lúc đấy là chồng em kiểu cấm không cho ra đi đâu hết, sợ lắm. Ở bên Nga bị trước ở Việt Nam, thì cái chung cư mà bọn em ở ấy là một trong một những cái chung cư đầu tiên bị mắc Covid. Vâng, lúc đấy gần như là ngày nào cũng nhìn thấy xe cấp cứu đi ở dưới sân ấy, bởi sợ ơi là sợ kiểu chồng em đi ra ngoài vứt rác thôi, mà cũng về nhà cũng phải xịt khuẩn xong rồi thay quần áo, kiểu đổi quần áo cũng sợ lắm. Gia đình em cũng ở chung cư đấy bị hết, đi vào viện hết. Mà đợt đầu thì không, mọi người không biết là thuốc chữa trị như thế nào, kiểu rất là bỡ ngỡ. Thế thì cũng rất là lo, hai vợ chồng ngồi nhà không dám đi đâu, chỉ có suốt ngày ở trong ngồi trên điện thoại để gọi điện cho gia đình để hỏi thăm mọi người như nào. Đấy, chỉ mong là mọi người sớm khỏi. Là khoan, là mọi người ở chung với hai vợ chồng hay chỉ ở chung trong cái tòa nhà đấy thôi? Hai vợ chồng em thì ở riêng. Ừ. Thế thì trong vòng 3 tháng hai vợ chồng chỉ có nhìn mặt nhau. Vâng, chỉ có nhìn mặt nhau, mọi người cũng giữ cho em, thế là không ai dám đến nhà luôn. Thế rồi lúc đó cái quá trình mà em đi phải đi thăm khám với bác sĩ nè, rồi ăn uống và bồi dưỡng cho thai nhi như thế nào? Chúng em gọi đồ ăn về nhà xong rồi em tự nấu nướng ở nhà thôi. Với cả đợt mẹ vẫn ở bên cửa khác thì có ship đồ sang để ở dưới cửa xong rồi mang về nhà ăn thôi. Còn về đi khám em vẫn có thể đăng ký giấy phép để đi khám. Từ cái đợt dịch thì thế giới mới bắt đầu đối diện với cái chuyện lockdown thôi, chứ thế hệ chúng ta được sinh ra trong cái thời buổi mà hầu như không có áp dụng cái lệnh này, thì rất nhiều người đã bị stress vì họ bỗng dưng bị hạn chế cái việc hoạt động bên ngoài. Còn mình thì vừa có bầu lần đầu tiên, rồi lại vừa lockdown, mà tại cái thời điểm đó thì lại là vaccine chưa phủ toàn cầu đâu. Thế thì lúc đó cái trải nghiệm của em về mặt cảm xúc nó như thế nào? Ra lúc em bầu ấy, em cảm giác em dễ tính hơn cả lúc trước khi bầu ấy. Ừ. Hai vợ chồng ở nhà với nhau lại thấy cũng thích. Ở trước đó thì rất là nhiều công việc, cái cuộc sống của mình nó trải qua quá nhanh ấy. Xong rồi tự nhiên lại mình lại có bầu xong lại chững lại, thì cái thời gian đấy mình lại có thể hai người được. Tận hưởng hai người với thời gian với nhau, không thấy buồn. Chỉ là stress nhất là lúc mà gia đình em bị vào viện ấy, thì lúc đấy là thực sự là hai vợ chồng kiểu khủng hoảng tinh thần ấy. Rất là lo lắng cho người thân. Thế rồi em làm cách nào, hai vợ chồng làm cách nào để mà vượt qua được cái giai đoạn đó? Trong lúc đó thì ngày nào nhà hai chúng em đều gọi điện cho bác sĩ, tại vì lúc đấy là cả mẹ em vào một viện, bác em vào một viện, xong rồi đến bố của chồng em, bố chồng em cũng vào viện. Thế là một ngày của em nó chỉ gọi từ bệnh viện này sang bệnh viện kia hỏi thăm. Mọi người cũng không biết hết những cái từ tiếng Nga ấy. Thế hai vợ chồng em là người dịch, nói chuyện trực tiếp với bác sĩ để xem tình hình của mọi người như thế nào. Giai đoạn đấy thì em không tăng cân mà em còn bị tụt cân, kiểu nhìn gầy gò hơn cả lúc trước khi bầu cơ. Sau 3 tháng thì mới bắt đầu lên cân một chút ạ. Em có bầu, em có bị nghén không? Em có nghén 3 tháng đầu. Nên em nghén kiểu lạ lắm. Buổi sáng thì rất là bình thường, nhưng mà trời cứ tối cái là bắt đầu em thấy khó chịu. Nghén thời tiết. Mình dùng từ nghén thời tiết cũng được. Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái sự tiếp nhận về độ ẩm không khí nè, rồi ánh sáng nè, rồi các cái tia trong hai cái bối cảnh ngày và đêm khác nhau, thì nó đều tác động đến cơ thể của mẹ bầu mà. Cho nên không có cái công thức nghén nào hết. Và nếu như chúng ta chỉ mặc định là nghén là phải ăn vào rồi ói ra thì mới nghén, còn những cái khác không phải là nghén, thì đôi khi mình sẽ khó cảm thông cho những cái sự khó chịu của các bà mẹ đang mang thai. Nhưng mà vậy thì đêm xuống thì chồng em có yên ổn với em không? Ở nhà em vẫn dễ tính. Vẫn dễ tính, nói chung là mặc dù khó chịu hơn ban ngày, khó chịu nhưng hơn. Mà bằng chung thì vẫn là dễ tính. Vâng. Lúc đấy là kiểu lười, không muốn nấu ăn nữa. Anh tự nấu đi, hay là không muốn làm cái gì, kiểu người nó cứ uể oải rồi ấy.
Vâng, chứ em vẫn dễ tin. Đồ ăn thì có người ship tới thiệt, nhưng mà rồi còn đồ em bé là không có sẵn rồi đó. Ừ, những cái đồ nhưng mà đồ bé... ăn lại là phải tự nấu cơ, tại vì tất cả các quán ăn đóng hết. Tuy là được tận hưởng vì ở nhà, nhưng mà thật sự ra là về những cái dịch vụ mình lại không được tận hưởng. Thì thôi, nhưng còn hơn là đi vô bệnh viện ở thì tính ra cũng vui. Nhưng đồ em bé nè, đó, đồ áo em bé đồ... thì em có thể tự nấu. Nhưng đồ em bé em không lẽ em tự may? Thì lúc đó mình chuẩn bị cho cái hành trình sinh nở của mình với rất nhiều những cái món đồ cần thiết. Như thế nào? Em ngồi em đào 5-6 cái app ở bên Nga ấy, là tất cả các cửa hàng, là mỗi cái cửa hàng nó sẽ là một cái app đấy. Thì em lát tất cả 5 cái app, đọc review, đọc cái nhãn hàng nào ok hơn. Nói chung là thời gian nhiều mà rảnh lắm. Thế ngồi lát xong rồi còn tìm chỗ nào nó giá cả hợp lý nữa. Thế là cũng hết cả ngày luôn à. Trong lúc đấy thì em cũng suy ra ý tưởng là quay vlog mẹ bỉm sữa. Kể về giai đoạn mà em bầu bí như nào, chọn đồ cho con như nào, xong rồi đi đẻ như nào. Bầu 8 tháng, 9 tháng vẫn ngồi sửa edit vlog, vẫn ngồi ôm bụng sửa, mà lúc đấy kiểu nó như kiểu là một đam mê ấy, không thấy mỏi, không thấy mệt, kiểu ngồi sửa từng tí một. Đến tận hôm đi đẻ em vẫn còn quay, vẫn bảo chồng quay hết đi, anh quay hết nhá, để em còn sửa vlog. Nhưng mà cái ý tưởng từ đâu mà để cho em làm cái việc này? Trước đó em cũng đã quay rồi thì mình đã thích rồi đúng không? Đã thích rồi. Đúng vào dịp đấy thì ở nhà cũng không có việc gì làm, em cũng không phải đi làm. Em nảy ra ý tưởng là quay về bỉm sữa, quay về những đồ mình mua thì mình có thể ngồi nhà chỉ xem người ta ship đồ gì đến, xong rồi quay style mẹ bỉm sữa. Thế nhưng mà em cũng kịp quay có 2-3 cái vlog về bỉm sữa thôi, xong rồi đi đẻ đến lúc có con rồi thì thôi. Thế thì cái dấu hiệu của cái việc đi sinh nó đã xuất hiện như thế nào để làm gián đoạn cái hành trình của một blogger bỉm sữa? Tất cả mọi người đều biết hết là ngày dự sinh của em là ngày 24 tháng 11. Thì cả nhà em, các em ấy, em có hai em, rất là mong đợi sóc luôn. Suốt ngày kiểu khi nào sóc mới ra, khi nào sóc mới chui ra để chơi với các cậu. Trước ngày hôm dự sinh đó, mọi người cũng đến chơi, đợi đến cơn đau đẻ mà mãi không thấy. Trước khi đi đẻ thì thôi ngồi chơi bài. Vâng, bài gì? Chơi thả lả. Có bao nhiêu người cùng tham gia cái sòng bài đó? 4 người. Rồi. Em với cả chồng em ngồi đối diện nhau. Lúc đầu em chơi toàn thua thôi, đen thôi là đen. Xong rồi em tức quá em bảo eo ơi, dỗi giờ toàn thua thế này đi đẻ đây. Ủa? Bà nghe ngưỡng sợ. Ủa, có cái kiểu mà ê, chơi bài thua hoài buồn đi đẻ sẵn luôn. Rồi sao? U một ván thì ôi, u rồi, sung sướng rồi. Thì chơi một ván tiếp theo thì em u thông. U thông là lại, thắng lại, u thông là lại, thắng lại lần nữa. Rồi, có dạ, mấy cái thuật ngữ này em không biết. Tôi bài đó vậy. Mình không biết chơi. Rồi tiếp, nói chung là mình thắng liên tiếp giòn giả. Liên tiếp mà chưa bao giờ em thắng liên tiếp như thế. Chưa bao giờ trong cuộc đời luôn. Thế thì lúc đấy, ôi sung sướng, nhảy tưng tưng lên, chồng ơi, u thông rồi, xong rồi yeah phát. Thì tự nhiên nghe thấy bọc 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 bọc. Vợ ơi. Thế nên là thôi, tất cả mọi người dọn đồ. Thế là em hai vợ chồng đi dọn đồ đi vào viện. Ù thiệt luôn. Cái ván này là ù thiệt luôn, ù một ván lớn luôn. 2 tiếng sau là em đến viện rồi. Thì lúc đấy bắt đầu đau rồi. Thì chồng em cũng vào đẻ cùng em luôn. Đẻ cùng em luôn. Trải nghiệm hết từ đầu đến cuối luôn. May mà chồng em được vào viện, tại vì đợt đấy là vẫn là Covid. Để mà vào cùng với vợ phòng đẻ thì phải có một cái test PCR. Thì trong vòng 72 tiếng là nó chỉ có giá trị trong vòng 72 tiếng thôi. Thì em vào thôi, xong rồi không được vào rồi, kiểu sợ là không cho chồng vào. Nhưng mà thực sự là rất là may là bác sĩ cũng hiểu mình, xong vẫn cho qua. Là chồng em đi đẻ của em từ đầu đến cuối luôn. Nên mới có người quay. Nên mới có người quay vlog đó. Kiểu mình bắt đầu đến cơn đau, xong rồi để dặn ra ấy. Thì bình thường là các ông chồng sẽ đi ra ngoài, nhưng mà chồng em không. Chồng em vẫn ở lại. Xong rồi nắm tay em, xong rồi còn vợ ơi, nhìn thấy đâu rồi, cố lên, kiểu cố lên động viên. Tường thuật trực tiếp. Nhìn thấy đâu rồi, cố lên. À, chúng em còn cắt dây rốn. Cái dây rốn đón em bé
quay hết rồi, xong rồi đến lúc mà có cái nhau thai bánh nhau, máu me bé bé đấy, không không gộp lại, bảo bác sĩ chị ơi chị để ra cho nó đẹp đẹp để em quay. Trời ơi, cũng biết lấy xuồng, cũng biết lấy hình đồ dữ, trám vô trám vô, quá trời quá đất anh chồng rồi. Mà cô bác sĩ này thực sự là rất là nhiệt tình, cầm lấy rất hợp tác luôn, tạo hình đồ. Đến bây giờ cái ảnh đấy vẫn còn ở trong điện thoại chồng em. Vẫn để lại kỷ niệm. Sau khi chào đời em bé thì ngồi về em bé 2 tiếng nữa thôi là phải về. Thì em ở trong bệnh viện 3 ngày. Thì lúc đấy kiểu mới làm mẹ bỉm sữa cũng bỡ ngỡ, xong rồi một mình phải ở trong em bé, với cả em bé của em cũng to ấy, nói chung là bị giặt rất là to. Em lên có 12 cân thôi mà bé đã 3 cân 6 rồi. Sau khi đẻ thì em không ngồi được, em không nằm được, không làm gì được mà vẫn phải bế em bé. Đau dã man luôn. Mấy hôm đầu thì thực sự là rất là sợ hơn cả đi đẻ ấy. Đau hơn cả đi đẻ ấy. Nhưng mà được cái là bệnh viện ở bên Nga rất là ok luôn ạ. Em không mất một đồng nào luôn. Tất cả mọi thứ đều có sẵn hết. Bỉm tã cho mẹ cho con, sữa xịt các thứ có hết. Đến cả lúc mới đẻ xong em vào phòng sau sinh thì có bác sĩ đến tắm cho bé, có bác sĩ dạy cách quấn tã cho bé, có bác sĩ đến khám em bé, có bác sĩ đến khám em, có cả bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với mình thôi. Vâng. Thực sự nếu như mà thời điểm đó không có ai bên cạnh em hết mà em lại không có cái sự chỉ dẫn của các bác sĩ á thì cũng khó cho em lắm. Và thậm chí lúc đó mình rất là dễ bị trầm cảm. Vâng. Thế thì sau 3 ngày là mình được trả về với gia đình. Vâng, được về rất là vui luôn. Lúc mà mọi người đến đón mẹ với cả bé thì người ta sẽ làm một cái kiểu bóng đĩa hoa hết, xong rồi quay phim ở đấy, có thuê được quay người quay phim, người chụp ảnh đấy, nó sẽ làm một như kiểu là một cái sự kiện gì đó nho nhỏ cho mẹ và bé. Thì hôm đấy là cả hai bên gia đình đều đến, và chồng em đến và các bạn thân nữa cũng đến, thì nhìn thấy mừng rớt nước mắt luôn. Được về với gia đình rồi. Được về với gia đình. Đó là cái sự vui mừng khi mà gia đình chào đón em về. Vâng. Nhưng khi về nhà thì cái việc mà chăm sóc em bé ở nhà nó có cái vấn đề gì khó khăn với em không? Cái khó khăn nhất là bé của em nó trong vòng 3 tháng đầu tiên nó rất là khó tính. Cứ về đêm là nó khóc không có lý do gì, nó chỉ là vì nó thích khóc cho nên là nó khóc thôi. Có những lúc mà hai vợ chồng không thể nào mà dỗ được nó. Từ 8 giờ chiều hết bé ru xong rồi cho ăn, cho nằm xuống nhưng vẫn khóc. Đến tận 2 giờ đêm nó mới ngủ. Những lúc như thế là nó toàn chọn những lúc mà cả hai bà không ở, kiểu có mỗi hai vợ chồng thôi. Nó chọn. Nó mới thách thức ba mà. Vâng, nó chọn đúng ngày luôn. Đấy, thì cái đấy là khó nhất. Lúc đấy em cũng tìm hiểu về cách dạy con theo Easy. Cũng đào app, xong rồi cũng cố làm thế nào cho em bé theo lịch. Thì trong đấy thì em bé phải bắt buộc mút ti giả ấy. Ngày nào em cũng hai vợ chồng cũng đút ti giả để cho nó như kiểu là gây nghiện ti giả ấy. Mà không thể nào luôn. Nói chung là mua một đống ti giả luôn nhưng mà không thể nào. Nhất định không thích là không. Tự nhiên sau 3 tháng dần dần nó lại thay đổi. Vâng, nó ổn định hơn, nó vào lịch hơn. Thì đến lúc đấy thì lại thở vào nhẹ nhõm. Nhờ con ti hoàn toàn em luôn hay là có ti sữa ngoài không? Hoàn toàn em đến 8 tháng. Nhưng mà em vắt sữa nhưng mà vì vắt sữa cũng xảy ra nhiều vấn đề là bị tắc ti sữa. Cái đấy là cũng là sợ hơn cả đi đẻ trước. Tại vì nó đau lắm. Đau dã man luôn. Mà lúc đầu em không biết, nếu mà có cái cục ấy thì mình phải tán luôn trong vòng ngày đấy. Em không biết, em cứ để như thế. Xong rồi kiểu đến lúc đau quá thì em gọi người đến nặn ra. Thì ôi, người ta nặn đúng vào cái chỗ đau rồi ấy, kiểu bóp ra, ôi đau dã man. Nhưng mà cũng không giúp được. Tại vì lúc đấy hóa ra là đã bị áp xe rồi. Lần đầu tiên em bị sốt 40-39 độ, kiểu run bệnh bệnh luôn ấy, tại vì đau ấy. Thì may mà em được giới thiệu một bác sĩ. Bình thường nếu mà bị áp xe thế thì mọi người sẽ phải bị mổ ra và không cho con bú được nữa. Thì em được giới thiệu với bác sĩ chuyên về áp xe.
thì bác ấy siêu âm, xong rồi bác ấy lấy cái banh xe lanh, bác ấy chọc đúng vào chỗ đấy, xong hút cái, lúc đấy là nó lên mủ rồi ấy, sữa nó lên mủ rồi thì người ta hút ra, hút kiệt sạch ra, hóa ra là em có 3 cái áp xe trong gì luôn, đến đến mức kiểu nặng như thế rồi ấy. Thế thì xong rồi hút ra thì mấy hôm sau nó bình thường lại. Cái này chắc cũng một phần là do không có kinh nghiệm á. Vâng. Ồ, cho nên là mới để tới tình trạng này. Với cả rồi. Một phần là bé không bú trực tiếp mà mình hút sữa nên là xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà sau lúc đấy là thôi, là rút kinh nghiệm rồi, có bị làm sao cái là phải hút ra luôn. Sợ luôn ạ. Áp lực về cái vấn đề vóc dáng của mình sau khi sinh không? Trước lúc bầu ấy, em tâm hồn ăn uống dã man, em rất là sợ khi nào có bầu là em sẽ lên 20-30 cân. Nhưng mà thế nào trong lúc bầu em tự nhiên cái tâm hồn ăn uống này nó mất hút luôn, không muốn ăn, không thích ăn đồ ngọt, không thích ăn đồ rán, không thích ăn đồ ngấy. Là em cũng lên ít lắm, em lên có 12 cân mà trong đó 3 cân rưỡi 6 là con rồi, cũng vào con hết. Thì cũng không bị áp lực cái vấn đề. Vậy thì cũng sẽ không bị áp lực ở một cái vấn đề kế tiếp. Dạ đúng rồi, cái vấn đề phải nói thẳng, nói hoạch tẹt chứ nó bút lịch không hiểu. Chưa chắc em hiểu từ bút lịch của chương trình này không? Bút lịch á? Em bây giờ chị hỏi nguyên câu đúng bình thường nha. Là vậy thì sau sinh trong bao lâu thì em với chồng em hai người bút lịch lại đi nha. Hiểu rồi. Amazing work job. Ôi nhưng mà thật ra cái em nghĩ là sau sinh não nó hơi cả vàng ấy, cho nên là em không nhớ. Nhưng mà tầm khoảng bao lâu? Không, 2-3 tháng gì đấy. Tại vì em bị rạch khá là to. Đúng rồi, bạn này bị rạch tầng sinh môn. Vâng. Thế thì em có cái sự thoải mái, nó có thuận lợi cho cái lần bút lịch đầu tiên sau khi mình sinh con không? Nếu mà em không nhầm thì thoải mái, không sao. Nói chung không có gì cả. Không có một sẵn sàng lắm hả? Em sẵn sàng lắm hả? Dễ thương. Đó. Thật ra hai bạn này á, có một cái rất là hay, đó là ở một cái môi trường mà phải tự lập. Quan trọng nhất đó là một cái tinh thần rất là lạc quan ở em. Em đón nhận mọi việc nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Mặc dù chị biết rằng là không có cái hành trình mang thai, sanh con nào mà đơn giản. Mặc dù có ba cục áp xe. Đúng. Xử lý ba cục áp xe của em khi mà em đón nhận nó và em kể lại nó cũng rất là nhẹ nhàng. Điều gì khiến cho em hạnh phúc nhất trong cái quá trình em mang thai và sanh con cho tới bây giờ? Hạnh phúc nhất là vì chồng em đã và luôn luôn đồng hành với em những cái giai đoạn đấy. Đến đi đẻ cũng đi cùng em, đẻ con, nuôi con, lúc nào cũng có bên cạnh em. Cho nên là em thấy rất là hạnh phúc. Chồng ơi, cứ phát huy tiếp như thế nha. Chị ước gì tất cả các bà mẹ bỉm sữa đều có cái nguồn năng lượng như em, để các bạn không phải khổ. Tại vì trải qua những cái giai đoạn trầm cảm, giai đoạn stress, các bạn rất là khổ. Vâng. Khi mà nhìn lại thì các bạn mới thấy là nó khủng khiếp quá. Vâng. Nhưng mà may mắn em là một cái bà mẹ bỉm sữa rất là nhiều năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng đón nhận mọi cái sự việc đến với mình. Nó như là cái điều mà mình phải đón nhận thôi. Cái gì tới thì mình sẽ đón nhận thôi, và mình xử lý, mình giải quyết nó bằng cách nào thôi. Cảm ơn em rất là nhiều. Em cảm ơn anh chị ạ. Như chương trình có một số phần quà tặng dành cho em. Một phần quà đến từ nhà tài trợ, đó chính là sản phẩm Pito Bimbi Apetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ tặng thêm cho bé một ba lô gấu Pito Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Đây là cốt súp heo, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Và đây là bộ son Yurika, một thương hiệu son đến từ Nhật Bản với rất là nhiều màu son cá tính dành tặng cho em. Em cảm ơn hai chị ạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và thứ tư hàng tuần vào lúc 21:30 chương trình cũng sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Pito Bimbi Apetito Siro ăn ngon 3 tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.